Trong cuộc sống mình muốn hộ trì cho ai thì mình phải biết cái đó. Mà ngay khi chúng ta học, chúng ta biết là chúng ta đã tự lo hộ trì cho mình rồi. Ví dụ như ta nói là cái thuốc này uống vậy đó, tự nhiên mình thành bác sĩ, tự nhiên mình thành y tá. Thì khi mình học là mình biết rồi, thì mình hộ trì cho chính mình, hộ trì cho người kia. Rồi Đức Phật nói tiếp: tùy sự hộ trì mà tác chứng. Nhớ nha, khi người ta hộ trì cho mình đó, ta hộ được nhiều vui nhiều nha. Có nhiều khi người ta hộ mà còn chê nữa chứ. Có không? Cho nên dễ xa nhau. Mà mình chê thì bất quá, nếu mà người đó không phải là ruột thịt của mình đó, người ta bỏ luôn mình rồi. Mà nếu như mà người đó là ruột thịt của mình mà người ta ráng đi nữa đó, mà người ta khổ. Mỗi lần mà gặp mình mà phải chăm sóc cho mình là chẳng những chẳng là tại vì mình là người thân thì phải lên, chứ còn cái niềm vui nó không có. Cho nên quý vị nhớ đó, hôm nào quý vị nghe lại cái bài: nếu mình là một người bệnh, mình được sự chăm sóc của người khác, thì mình phải làm gì để cho cái người bệnh, người ta, cái người chăm sóc bệnh đó, người ta thoải mái. Rồi ngược lại, người bệnh, người chăm sóc người bệnh phải nên làm gì để mà thông cảm và giúp cho người bệnh một cách thiết thực. Phật rất là chi tiết. Đọc ở trong kinh mới thấy là Phật dạy đủ thứ chuyện trên đời hết. Cái gì Phật cũng có giảng dạy, mà Phật nói từng chuyện li ti trong cuộc sống hàng ngày. Bệnh phải làm sao, chăm sóc người bệnh phải làm sao. Rồi thậm chí mà Phật còn dặn mấy ông phải giao ngân sách cho vợ giữ, đừng có hẹp hòi khi vợ mua sắm. Phật biết hồi xưa có cái vụ shopping. Nhưng mà khi Phật nói xong với mấy ông rồi là Phật xoay qua các cô, Phật dặn: chồng có giao ngân sách để mua sắm, nhưng phải biết kiểm soát ngân sách trong nhà mà mua sắm mà không được phí. Rồi Phật dặn mấy cô là phải thương yêu chồng, lo cho chồng cơm nước. Nhưng mà ngược lại Phật nói với mấy ông không được khó dễ trong việc ăn uống, đừng để vợ phải bận lòng. Ngoài ba bữa cơm chính, tối có muốn xíu dẹ tự lo. Nghĩa là ăn tối đó, thích mì gói gì đó thì tự lo, chứ còn ta đang ngủ mà dựng ta dậy bắt ta thêm cử tối nữa là hơi kỳ kỳ. Mà nếu mà người ta hộ trì cho mình mà mình không biết bảo hộ sự hộ trì đó, thì cái hộ trì đó không có last long, nó không có được lâu dài. Cho nên một người đệ tử lo cho mình cũng phải biết có giờ giấc, chứ không phải nó đệ tử tôi rồi muốn kêu giờ nào kêu. Quý vị biết là Pháp Hòa chăm nuôi mấy chú nhỏ, nhiều khi cái việc có những việc Pháp Hòa nhờ, nhưng mà có những việc Pháp Hòa không nhờ, đặc biệt là buổi tối giờ ngủ. Nửa đêm khuya mà chùa có chuyện gì mà Pháp Hòa nghĩ rằng một mình Pháp Hòa làm được, Pháp Hòa sẽ làm. Ví dụ hồi mấy chú còn đi học á, nửa khuya là Pháp Hòa đi xúc tuyết mà không kêu, tại vì mấy chú còn đi học. Kêu thì mấy chú sẽ ra thôi, tại phận làm đệ tử mà. Nhưng mà nó ngủ không đủ, ngày mai làm sao nó đi học. Có nhiều lúc có những việc ngày thứ bảy là quý Pháp Hòa cho ngủ trễ, không có bắt thức sớm, tại đi học 5 ngày, thứ hai tới thứ sáu thức sớm đi học rồi. Sáng thứ bảy Pháp Hòa cho ngủ một bữa. Mà nhiều khi ngủ tới 8 giờ, 8 rưỡi rồi mình có việc, mình định đi vô nhờ mà thấy nó ngái ngon quá, không nở, thôi đi ra. Rồi đi ra xong mình biết là cái này mình làm không có nổi, muốn đi vô, vô đứng đó hồi không dám kêu, thôi đi ra. Mà phải 5 lần 7 lượt như vậy, rồi thôi cuối cùng chấp nhận ngồi chờ. Bởi vì nó ngủ không, mình kêu nó dậy thì nó cũng dậy, nhưng mà mình biết cái tâm lý.
Cho nên khuya ở trong chùa, chúng trong chùa cũng vậy, đi đào đi, ai bệnh hoạn mất nửa đêm trong bệnh viện mà kêu 2-3 giờ sáng Pháp Hòa là người bắt phone, chứ không bao giờ để các thầy các cô trong chùa bắt. Mà bắt xong rồi là tự mình xách xe đi vô bệnh viện tụng, chứ không có gọi ai hết. Vì người ta còn nhiều việc trong chùa ta làm, ta mỗi người ta phụ mình mỗi việc, còn những việc gì là mình phải ôm nhiều hơn. Cho nên ở trong mình sống ở trong chùa, trong nhà cũng vậy. Tại sao? Tại vì mình biết rằng mình đang nhận sự hộ trì, thì chúng ta phải tâm lý và bảo hộ sự hộ trì này để nó được kéo dài. Cũng giống như mình nói cái đèn dầu hay là cái gì đó, mình xài nó quá thì nó mau hết thôi. Cảnh đời như đá mài dao, trái mau thì hết, có cái gì cảnh đời như lửa đốt dầu, trái mau thì đớt, có còn thì hết, có đâu còn hoài. Cả cảnh đời như đá mài dao, cả hai mòn hết, có nào bền lâu. Nhưng mà giữa cây dao với cục đá thì cục đá nó mòn, nhưng mà nó mòn lâu hơn vậy thôi. Cho nên mình phải để ý, trong cuộc sống chúng ta thường nhận sự hộ trì, nhưng chúng ta phải biết bảo hộ cái hộ trì đó, để cho cái hộ trì đó không có ngắn qua. Cho nên mình được một người nào thương chăm sóc cho mình, hay là nhất là người vợ hay người chồng, đừng bao giờ xài quá nó không bao hết lắm. Phước nó cũng phải có phần chứ, hữu phước bất khả hưởng tận. Đó là lời dạy của người xưa. Hưởng tận sanh bần cùng, hưởng hết là sanh nghèo đói. Cho nên mình, Đức Phật dặn là, khi mà quý vị biết không, nhiều khi Pháp Hòa đọc có một đoạn kinh ngắn vậy đó, mà mình phải suy nghĩ cái lời này ý gì. Và khi mình có được cái suy nghĩ những cái chi tiết trong cuộc sống thì mình thấy vui lắm. Mà nhiều khi một đoạn kinh ngắn như vậy mà nó nuôi dưỡng mình trong đêm hôm, trong đêm tối. Từ Pháp Hòa hay đọc kinh buổi khuya, mà đọc như vậy mà những cái đoạn kinh mà nó hay, mà nhiều khi nó đơn giản vậy thôi, mà mình cái tâm hỷ lạc của mình ở nửa đêm nó vui lắm. Tại vì khi tối là không có bận rộn gì nữa, mình phải gác hết mọi cái việc khác để mình làm một cái công việc mà mình muốn trong ngày, đó là mình trì kinh, mình ngồi thiền hay mình lễ Phật. Mà được một cái đoạn kinh như vậy thì mừng vô cùng. Đức Phật nói là tùy sự hộ trì mà tác chứng. Tác chứng là gì? Nên khởi cái tâm chứng nhận như vậy. Thí dụ như là quý vị cúng trai tăng á, quý vị đem thức ăn lên cái nói của tuy đơn sơ, tâm cái câu mình nói nghe khiêm cung á, chúng con thành tâm sắm sửa, chút ít trai duyên, dâng lên cúng dường tam bảo và hiện tiền chư tôn đức. Của tuy đơn sơ nhưng gói trọn cả tấm lòng thành kính, thí dụ vậy, mong quý tôn đức từ bi tác chứng. Tác chứng nghĩa là khởi lên làm cái sự chứng nhận này, dù ngon dù dở, dù ít dù nhiều, tác chứng. Cho nên mình nhớ học cái chữ tác chứng đó, để mình sống trong đời mình chấp nhận. Thí dụ người ta nói xin lỗi bác, nhà con đơn chiếc quá, bác tới con không có gì đặc biệt đãi, chỉ có mì gói hay gì đó. Cái mình khởi trong tâm, cái gì cũng tác chứng hết. Cho nên nhiều khi trong cuộc đời của mình đó, mình đừng có đòi hỏi gì hết, có gì tác chứng nấy đi, vui à. Thí dụ như giờ mình đi chơi xa, ăn bánh mì là ngon rồi, gọn rồi, nụa không có súp hả? Cái đó là không biết tác chứng á. Ta gặp mình ta thấy lúc này tác đâu mất còn chứng không. Rồi Đức Phật nói câu này nè:
tâm tự thân cận tu tập tùy sự hộ trì mà tác chứng. Đó gọi là tự hộ trì mình và hộ trì người khác. Tại sao câu đó? Bởi vì nếu mình sống được như vậy là tự mình làm cho mình không có lố bịch, tự mình làm cho mình không làm cho người khác cảm nhận mình là một người khó phụng sự, khó phục vụ. Mình tự mình hộ trì cho cuộc đời của mình là sống có thể thích ứng ở bất cứ hoàn cảnh nào. Quý vị biết là Pháp Hòa bay từ Canada qua đây á, ở qua tới Melbourne là cách 8 tiếng. Rồi cái xong cái bay qua Sydney, rồi từ Sydney bay qua đây, ở đây và bắt đầu mình đang quen giờ Sydney, giờ Melbourne, rồi cái qua đây cái bên này đi đi sớm, đi trễ hơn ở bên vùng nó 3 tiếng. Ví dụ như mình đang quen cái bụng ăn giờ đó, ngủ giờ đó, cái tự nhiên giờ này tới nó đói chưa được ăn, tại đây thằng sớm quá. Lúc đó mình nói tác chứng, tác chứng. Cho nên khó lắm. Cho nên mình phải xài cái chữ đó cho cuộc đời của mình thì tự nhiên mình hộ trì cho mình. Mà mình được như vậy thì người tự nhiên người ta cũng không, người ta lo cho mình mà người ta không có khó chịu. Cho nên mình muốn được sự lo của người khác thì chính tự thân mình phải hộ trì lấy những cái khó khăn của mình, những cái chỉnh đốn cái đó. Đó gọi là tu chứ gì đâu. Tu đâu là gì? Tu là sự chuyển hóa những cái tật cô dĩ của mình. Còn cái chuyện mình cạo đầu, mặc áo tràng, thỉnh mỏ, tụng kinh, lại Phật, ăn chay, làm công quả, tất cả cái đó, đó là những phương tiện hộ trì cái tâm tu, đường tu của mình. Nhưng mà cái chính yếu là tận gốc rễ chúng ta phải chuyển cho được những cái tật của chúng ta, để cho người ta thấy được cái chữ tu đơn giản chỉ có hai chữ tờ u tu. Viết rất gọn gàng mà mình tu làm sao cái mình bỏ thêm cái dấu huyền, nó thành tù mất đất. Tu không ra tu mà thành tù, càng tu càng tù. Cho nên cái chữ tù á, chữ Hán mà ta viết chữ tù á, là ở trong là chữ nhân, ở ngoài là chữ cái hộp á. Người bị nhốt trong bốn bức tường là tù. Một con người sống mà không có lối thoát, gặp cái gì cũng chấp trước thì là tù chứ gì nữa. Cho người chữ Hán là người ta viết, ta lấy tượng hình, ta lấy cái ý. Người bị nhốt trong bốn bức tường một cái hộp là tù. Cho mình tu á, là mình muốn mở cánh cửa đó. Mở cánh cửa đó. Cho nên có nhiều cái chùa ta để cổng tâm quan bất nhị pháp môn, hay là ta để bất nhị môn. Bất nhị môn là gì? À, cửa không hai. Nghĩa là hãy có nhị là có đối đãi. Mà cách nào anh sống cũng bình an, bất nhị pháp môn. Cho nên mình hộ trì, mình tập được cái đó là mình tự hộ trì mình và mình hộ trì cho người. Thí dụ như có những lúc mình quá đói mà mình ăn, có những lúc là mình không muốn ăn, mặc dù ở dưới tủ lạnh nhiều đồ ăn lắm, dưới bếp á. Nhưng mà biết là mình tập ăn cái kiểu này hoài nó sẽ quen cái tật ăn đêm nè. Mà ăn đêm nhiều đó là bụng phì nè, mập nè. Và có một cái mà mình sợ nhất là mình nhịn ăn mà thấy hạnh phúc luôn, cùng là sợ xấu. Và có nhiều khi sợ xấu là mình lướt qua hết được những cái mà khắc phục đó. Có những cái không nên ăn, vì mình biết mình ăn vô là mình bệnh. Rồi thì hộ trì như vậy là hộ trì cho mình và hộ trì cho người khác. Đức Phật dạy tiếp, thế nào là tự hộ trì cho mình, tức là hộ trì cho người khác? Một, không khủng bố người khác.
Mình có khủng bố người khác không? Chuyện chưa gì hết là mình dọa hù người ta rồi. Chẳng hạn như nói, trời ơi tại sao chị làm vậy, tội chết, nghe không? Người ta đi vô chùa mà tôi chưa gì hết tôi nghe tội chết rồi đó. Đó là một hình thức khủng bố người khác. Không khủng bố người khác, không chống trái người khác. Cái gì mà người ta làm mình không có ủng hộ tại vì mình không thấy đúng, đó là ở cái phương diện thấy của mình. Nhưng đừng cho cái thấy mình là cái thấy đúng. Có thể nó đúng với ai? Đúng với ai? Đúng với chính mình thôi. Và nếu chúng ta xác định cái điều đó chúng ta chống là có thể chúng ta bị hớ và mang lỗi. Vì người xưa cũng có câu thánh trí cao thâm, phàm tâm nan trắc. Cái trí của bậc thánh thâm sâu lắm. Cái tâm phàm của chúng ta không thể trắc nghiệm, không thể dò xét được cái chỗ đó. Và quý vị biết có những người, người ta lập chí lớn, ta làm việc nó khác với mình nghĩ lắm. Cho nên thôi, cái gì mình không đồng tình, không ủng hộ thì giữ im lặng để họ làm. Còn họ làm đúng làm sai thì tự họ sẽ có cái nhân quả trả lời. Còn chúng ta chống như vậy đó, chúng ta có cái lỗi là chúng ta không biết hộ trì khẩu nghiệp của mình, ý nghiệp của mình, thân nghiệp của mình. Vì người khác mà tạo nghiệp không nên. Thì mình tự mình phải quán chiếu cái đó. Cho nên không khủng bố người và không chống trái người. Không chống trái người, không hại người khác. À, không biết gần đây quý vị có đọc cái bài báo, cái sự việc xảy ra ở bên Úc này, là cái vụ cái hãng Strawberry đó. Quý vị có biết cái việc đó gì? Ngày hôm qua trên đường bay qua đây á, lý ra là Pháp Hòa sẽ bay qua đây bằng hãng Virgin. Nhưng khi trên đường ra phi trường thì cái em Phật tử bút vé đó mới báo cho đoàn biết đó, là cái hãng Virgin đã cancel chuyến bay của thầy qua Tây Úc và thầy phải bay ngược về Melbourne. Rồi khuya lắm mới có chuyến bay bay qua đây. Mà nếu theo cái tiến trình đó thì ngày hôm qua không có gặp quý vị. Thì trên đường đi thì có một đạo hữu trên xe tại Sydney nhanh ý, lập tức mở phone online và tìm vé máy bay qua một hãng khác. Thì cuối cùng mua vé gấp qua cái hãng Qantas. Và vậy cho nên ngày hôm qua đến đây đúng giờ. Thì trong khi mà chờ đợi chuyến bay của Qantas á, thì báo chí để dần dần đó. Thì thầy trò mới mở coi thì mới đọc được cái tin tức là đã bắt được một người Việt Nam, một cô người Việt Nam có dính dáng trong cái việc nhét kim ở trong cái trái dâu đó, trái strawberry đó. Cho nên ngày hôm qua đem mà dâu lên đãi Pháp Hòa không dám ăn. Nói thiệt à. Pháp Hòa giỡn thôi. Pháp Hòa mới chọc mấy chú rồi nói trời ơi, đãi này mà không cắt, không lấy dao cắt ra ớn quá. Nhưng mà quý vị biết là tại sao? Vì cái cô đó có thể là cổ có hận với cái người chủ của cái hãng dâu. Nhưng mà khi mà cô làm vậy, cô đâu làm trong cái hãng đó đâu. Cô đi ra cái chợ cô làm. Thì khi mà cái chuyện đó phát giác ra đó, thì người ta ngưng không cho bán kim. Thì những người mà cùng một cái ý tưởng đó đó, ta mua kim ở cái xứ khác đem vô. Nhưng mà bây giờ mình nói cái tác hại nè, là không phải chủ của những người trồng dâu phải đem đổ thùng rác, mà ngay cả những tiệm, những cái shopping, những cái chợ mà nhập trái dâu về mà bán cũng phải đổ luôn. Cho nên người chủ cái dựa trồng trái dâu và những chợ mua sỉ về bán lại đó, tất cả dâu đem đổ hết. Thì quý vị thấy thật sự cái đó là một cái, khi mà con người mà người ta tức giận hận thù
ai đó làm cái gì tác hại tới mình, thì mình phải nghĩ ra cái cách nào đó mình gọi là rửa, gọi là trả thù, rửa hận. Nhưng mà cuộc đời mình nghĩ là mình trả xong mối thù này, hận mình sẽ được rửa. Nhưng mà nó rửa có chừng 3-4 ngày ở ngoài thôi, sau đó cảnh sát bắt được rồi là vô trong kia mình gỡ lịch. Thì trong khi mình ngồi trong tù á, người ta ví dụ ta phán mình 3 năm, 4 năm, 5 năm tù ví dụ vậy đi, thì mình ngồi trong đó mình suy nghĩ, tại cái người đó mà tôi ở đây thì thù này nó làm sao chồng lên tiếp. Cho nên cái chữ mà rửa, trả thù, rửa hận không có, không có work. Vì sao? Vì cái chánh niệm mình không đủ, cái nhận thức tuệ giác mình không đủ để mình có thể tạo ra những cái khó khăn cho chính mình và cho người. Cho nên để hộ trì cho mình và cho người thì phải lập cái tâm là không muốn hại người khác. Thật sự ở trong cuộc sống này mà chúng ta muốn hại nhau, thế nào nó cũng có kẻ hở để mình bắt biết. Thật sự nếu mà mình cố tâm mình hại ai đó, thì những người mà mình quen mà mình khi mình ghét họ rồi, họ có chỗ hở để mình có thể mình muốn hại họ. Nhưng mà không nên. Tại vì thí dụ họ làm đúng, nó không phải là cái việc của mình, mình chỉ là cái người biết thôi, nó không có dính dáng gì mình. Thì trước sau gì cái việc đó họ cũng có những cái người họ họ tìm ra, luật pháp cũng sẽ có cách để mà bắt họ. Mà ở đây mình nói trong cuộc sống bình thường, cho nên chúng ta phải quán chiếu cái đó kỹ. Mà khi mà mình hại được một người thì ngay lúc đó mình đã hại mình rồi. Cuộc đời mình nó sẽ ảnh hưởng lớn. Cho nên có nhiều người ta biết vậy, ta giết người xong ta tự giận luôn ta. Nhưng mà mình tự giận mình đó là để mình khỏi bị ở tù, nhưng mà thật sự mình đã kết liễu cuộc đời mình rồi. Và mình đã phụ biết bao nhiêu tình thương của cha mẹ, của người thân mình. Cho cái đó không nên. Không hại người khác, có tâm thương xót người. Thật sự ra nhiều khi á, mình thấy cái người đó mình không ưa trong lúc bình thường, nhưng mà mình thấy họ đau khổ mình chịu không nổi, rồi thôi bao nhiêu cái tha thứ mình cũng có thể tha thứ được. Thì nói tóm lại, qua cái đoạn kinh này mình có thể nói 3 điều, hay là dựa theo những điều đó Đức Phật nói. Bây giờ mình đặt một cái vấn đề là chúng ta muốn hộ trì cho mình và hộ trì cho người, thì Phật cho chúng ta những công thức thế nào là hộ trì cho mình và hộ trì cho người. Thí dụ bây giờ mình tha thứ cho một người nào đó, thì ngay giây phút mình tha thứ họ là mình tha thứ ai nữa? Tha thứ mình nữa. Tại vì mình đã mang người đó ra khỏi cái trái tim nặng nề của mình. Cho nên mình tha thứ cho người khác là ngay lúc đó mình đã tha thứ cho mình. Tại vì mình đã không còn cái người đó trong tim mình nữa. Cái người đó đó mình thường nằm chiêm bao mình thấy. Mình thấy mình rượt mình đánh họ, mà đánh lần nào cũng hụt hết. Có nhiều khi mình hụt đánh xong rồi mình tức muốn chết, giật mình thức dậy mồ hôi một cái đổ ra mà không gặp được. Nhưng mà tự nhiên cái ngày đó cái người đó tới xin lỗi mình, sám hối với mình, ví dụ vậy, tự nhiên mình không còn người đó trong đầu nữa. Nó lạ vậy. Cho nên khi mình làm một cái việc cho ai là ngay giây phút đó mình làm cho mình rồi. Pháp Hòa ví dụ, khi mà mình nấu ăn cho một người nào đó, mặc dù trên hình thức là mình nói mình nấu cho người đó, nhưng mà ai là người ăn trước nè? Mình. Mặc dù mình không múc cả chén mình ăn, nhưng mà nãy giờ mình vô ra cũng no rồi. Thật là cái thưởng thức lắm, phải không? Rồi bây giờ ví dụ như mình vừa khởi ký là để lát tôi gặp cái người đó tôi chửi câu đó. Nhưng mà khi nghĩ như vậy thì cái câu chửi đó nó nằm ở đâu trước? Trong mình trước. Cho nên ví dụ mình cầm một cái cục, mình cầm một cái cục đất mình liện người ta, chưa tới mặt người ta, nhưng mà ai là người dơ trước? Mình. Cho nên người xưa ta dùng cái từ là hàm huyết phúng nhân tiên ô tự khẩu. Nói theo tiếng Việt là ngậm máu phun người trước dơ miệng mình.
Rồi bây giờ mình không, mình nói đó nghe nó dơ quá, mình nói cầm cục đất liền người khác, phải không? Thành thử ra người ta, ê, nếu mình cầm cái đuốc mà mình đốt trời, trời mình chưa đốt nhưng mà những cái tro đó nó rơi xuống cái tay mình trước. Bả hỏa thiêu thiên đồ tự bì, lấy cái cây đốt trời, bả hỏa thiêu thiên đồ tự bì, nó rớt xuống nó cháy da mình trước, tự cái da của mình bị cháy trước. Đó là lời của Huyền Giác Thiền Sư trong Chứng Đạo Ca. Cho nên á, mình không hại. Cho nên Đức Phật có nói người trí không nói ba điều. Người trí không nói ba điều. Một là không nói những điều vô ích, không nói những điều mà có tác hại đến người khác. Thì nói cái chuyện này Pháp Hòa nhớ có một câu chuyện ở trong Xuân Thu. Thời Xuân Thu có một vị là Mặc Tử. Thì ngài Mặc Tử mới có một người học trò. Bữa nọ mới hỏi ngài Mặc Tử, dạ thưa thầy, nói nhiều là tốt hay là ít nói là tốt? Mặc Tử không có trả lời liền, mà Mặc Tử trầm tư một hồi thì ông mới nói. Ông mới nói giả dụ như một con ếch xanh ở dưới nước, nó cứ kêu cả ngày, nó kêu riết mà cái lưỡi nó khô, cái họng nó khô, mà rồi người ta nghe riết người ta cũng chán, cho tẳng thèm để ý tới nó nữa, mà thậm chí ta còn ghét nó nữa, sùm. Nhưng mà ngược lại cái con gà trống á, ngày nó chỉ gáy chừng vài tiếng thôi, mà nó gáy đúng giờ, thành thử người ta còn cảm ơn nó nữa, tại vì nhờ tiếng gáy của nó mà người ta thức đúng giờ. Thì ngài Mặc Tử mới nói ngẫm cái chuyện này thì mình cũng học được bài học. Có nhiều khi mình rỉ rả nói cả ngày mà ta nghe phát mệt, và thậm chí ta chẳng quan tâm lời nói của mình, chi bằng mình đừng có học kiểu con ếch xanh đó. Mình hãy học kiểu như con gà trống, nói đúng lúc, đúng việc, đúng thời, đúng người. Nhiều khi người ta còn cảm ơn lời nói đó, và nhiều khi người ta trân trọng cái lời nói đó. Đó là lời dạy của Mặc Tử. Và Đức Phật cũng nói người trí không nói ba điều. Một là không nói những cái điều mà không có giá trị, không nên nói. Cho nên phu nhân bất ngôn, ngôn tất hữu trung. Người không nói thì thôi, thì nói ra thì cái lời nói đó phải có cái đạo lý trong đó. Không nói thì thôi, mà nói thì phải có cái gì, còn không thì đừng nói. Cái thứ hai là không nói những lời phô trương khoe khoang. Người trí cũng nên nói. Thường thường mình thích khoe. Có nhiều khi không ai để ý tới, mình cũng kiếm cách mình khoe. Có một cái anh đó, ảnh mang một đôi giày mới cả ngày, ảnh đi tới lui mà sao không ai khen hết. Thì trong lúc đó có một cái người đó đi tới, lỡ chân dấp té rồi ngã vô người ảnh. Ồ, ảnh mừng quá trời luôn. Anh nói trời ơi mày đi, mày không coi chừng đó, tao đá mày nghe mày. Lúc đó mới đưa cái đôi giày mới anh lên. Trời ơi, gặp lúc đó cái ông này mới đeo sợi dây nịt, cũng muốn sẵn khoe sợi dây nịt của mình, mà không lẽ mình tự kéo cái quần lên chỉ dây nịt kỳ quá phải không. Gặp lúc này đúng lúc, ê ê, đá đâu đá, đừng đá trúng dây nịt tôi nghe. Cái là ông mới chìa cái dây nịt ra. Rồi hai người, người được khoe giày, người được khoe dây nịt. Gặp lúc đó một người kia đi tới nữa, cũng được cơ hội để khoe, khoe cái hột xoàn. Ê ê, cho tôi xin can. Ba người có cơ hội khoe hết trơn. Thiên bất ngôn tự cao, địa bất ngôn tự hậu.
Trời không có khoe mình cao, đất không có khoe mình dày. Đất có bao giờ khoe đất dày? Nhưng mà tự mọi người đều biết đất rộng và dày. Trời không tự khoe mình cao, nhưng mọi người đều biết trời cao. Cho nên cái người mà người ta có cái tài, thường thường người ta ít có khoe. Thí dụ như thường thường các vị mà người ta giỏi, người ta ẩn sĩ, hoặc là thậm chí biết tìm tới thì người ta còn giúp. Quý vị thấy Khổng Minh Lưu Bị mà phải 3 lần đến để mời Khổng Minh mới ra mặt. Cho nên người trí không tự khoe mình. Điều thứ ba Đức Phật dạy, người trí không vạch trần lỗi của người khác. Tại vì trên đời ai cũng có những cái lỗi lầm, giỏi cỡ nào cũng có sơ sót, nói hay cỡ nào cũng có đôi lúc quá lời. Tại vì nhiều khi mình nói sao, lúc mà mình cao hứng, có thể lời nói của mình nó không được tự chủ. Trong khi mình hành xử, có thể đôi lúc chúng ta phạm nhầm cái lỗi là chúng ta hành xử hơi quá. Cho nên cái người trí thì nhận thấy cái lỗi đó là do sơ ý. Mình đừng cố tình mình làm gì. Mình lấy cái điểm đó là cái chính để mình phô trương cái đó. Vì mình biết cái đó không phải là bản chất của họ. Chẳng qua hôm nay là họ sơ tình vô ý, gọi là sơ ý thôi. Mà mình lấy cái đó làm cái điểm chính để mình chà đạp họ, mình nói họ cái điều đó. Cái đó mình cũng không nên. Pháp Hòa nhớ trong sách xưa có câu như thế này: bất trách nhân tiểu quá, tức là không có trách nói sai lầm nhỏ nhặt của người. Bất phát nhân âm tư, không vạch trần cái lỗi của người. Bất niệm nhân cựu ác, không nhớ đến cái điều xấu của người. 3 điều đó nha: không trách, không vạch trần, không nhớ. Nếu người đủ 3 cái đó gọi là thử tam giả, tức là nếu có đủ 3 cái đó, dĩ dưỡng đức, diệt khả viễn lại. Dĩ dưỡng đức là gì? Có khả năng, nếu mình sống được 3 điều đó, đó là 3 cái điều tốt để dưỡng cái đức của mình. Thì cho nhiều khi một cái việc nó rất nhỏ, nhưng mình thêm thắt vô, mình thêm mắm, mà Việt Nam mình gọi là thêm mắm dặm muối, mặn lắm. Như có một cái chuyện này với quý vị, và ví dụ như là nhất sao là thất bổn. Chứ ngày xưa mình hay nói là sao? Tam sao thất bổn. Tam sao tức là 3 lần sao chép lại thì nó đã mất đi cái bản gốc rồi. Còn đằng này mình mới có nhất sao là đã thất bổn rồi. Cho nên ở Việt Nam mà đi chợ về, ngay tới đầu đường xe cán chết một con vịt, cái mình đi vô tới giữa xóm cái nó thành 10 con, lát tới cuối xóm đồn ra nguyên bầy vịt chết. Tại vì nhất sao thất bổn. Chạy qua cái bài kinh mà Đức Phật nói ngày hôm nay, thì xin thưa đại chúng là khi chúng ta nói sự hộ trì đó, thì chúng ta sẽ quán chiếu sâu hơn dựa theo lời Phật. Là xưa nay mình nghĩ là mình hộ trì người đó, người đó, người đó, nhưng mà thật sự ra với cái nhìn sâu, ngay khi chúng ta bắt đầu làm việc đó, chúng ta đã tự hộ trì cho mình. Ví dụ mình đấy, tôi xin phát tâm hộ niệm cho anh mau khỏe mạnh. Mình lại mình tụng thời kinh cầu an, nhưng mà tụng xong người kia không biết an chưa, chưa biết. Nhưng mà ngay cái người tụng xong tiếng đồng hồ là sao? An. Vì họ đã dùng cái tâm khẩu thân của họ để trì thời kinh đó, người đó an.
Cho nên cầu an cho người chính là cầu an cho mình. Sám hối nhiều người, nhưng mà thật sự là sám hối cho mình, tại tự thân mình sám hối. Và khi nghiệp chướng của mình tiêu trừ thì tự thân tâm mình thanh tịnh, mình đủ công đức sám hối cho người. Mình nấu ăn cho ai chưa biết người ta hưởng gì, nhưng mà mình là người hưởng trước đó, hưởng từ cái hương cho đến hưởng tới cái vị. Hay là Pháp Hòa ví dụ như giờ Pháp Hòa nói Pháp Hòa phải nghiên cứu kinh sách rồi cái gì kia để chia sẻ với đại chúng đó đây, nhưng mà đại chúng chưa nghe Pháp Hòa nói gì hết, mà người hưởng trước là ai? Là Pháp Hòa. Thí dụ bây giờ mỗi tối Pháp Hòa đọc một bài kinh đi, Pháp chưa nói gì với đại chúng chưa nghe, nhưng Pháp Hòa là người hưởng trước rồi đó. Hưởng, nhận hưởng được cái nguồn an lạc từ lời Phật dạy rồi. Chứ ngay khi mình hộ trì cho người là mình hộ trì cho mình. Mà mình hộ trì cho mình được vững chắc rồi thì mình hộ trì cho người dễ dàng hơn. Có một anh, có nhiều người con chở mẹ đi đi năm qua, năm cách đây 2 năm, có một anh Phật tử đưa mẹ già đi qua Canada chỗ Pháp Hòa để dự khóa tu. Thì anh nghĩ trong đầu đơn giản là sẽ drop mẹ xuống chùa, sau đó anh sẽ đi ra ngoài anh kiếm chỗ anh ở, anh thoải mái, hoặc là anh tối anh về chùa anh ở, sáng anh dông anh đi chơi. Không ngờ tới đó người ta đưa thẳng vô tu viện Tây Thiên, cách thành phố 45 phút. Vô đó là không xe cộ, không có convenience store, không có cái gì hết. Ở trong đó mà muốn đi ra ngoài là phải có xe. Cho nên khi mà anh vô trong đó rồi, cái đâu kẹt quá đi đâu mà anh thấy ai cũng bận rộn, đâu dám nhờ. Quý vị, cuối cùng anh làm công quả suốt 10 ngày luôn. Cho nên hộ trì cho mẹ, nhưng mà rốt cuộc mẹ hộ trì cho anh. Tại vì anh ở trong đó anh thấy được cái sự bận rộn của đại chúng, anh không nỡ nhờ vả làm phiền, mà thậm chí anh còn làm ngược lại, là anh hộ trì cho đại chúng bằng cái năng lượng khả năng của anh trong 10 ngày đó. Cho nên thưa đại chúng, sự tu tập của mình là một hộ trì rất lớn. Sự đi chùa của đại chúng, sự hộ trì tam bảo, sự ủng hộ mọi cái chương trình Phật sự của đại chúng là hộ trì cho tất cả những người khác. Chỗ nào có chánh pháp thì chỗ đó chúng ta hộ trì. Tại vì nó hộ trì là hộ trì gì? Hộ trì chánh pháp. Và bên cạnh đó chúng ta hộ trì chánh pháp, trong đó có người thân của chúng ta, vì chúng ta muốn biết rằng người đó như thế nào chúng ta hộ trì. Nhiều người đó bệnh mình hộ trì, mà hộ trì cho người bệnh cũng là hộ trì chánh pháp. Tại vì sao? Tại vì trong 8 công đức của Bồ Tát thì trong đó có một công đức là giúp đỡ người bệnh. Hay là quý vị biết là một vị thầy đó bệnh, quý vị cho thuốc giúp đỡ cho thầy đó hết bệnh, để thầy đó tiếp tục công việc Phật sự lo cho nhiều người. Thì khi mình hộ trì cho một người cũng là hộ trì cho nhiều người. Mình nuôi một cái đứa nhỏ cho nó ăn học nên người, mình thấy như mình nuôi nó, mà thật sự mình nuôi cả gia đình đó. Tại vì nếu mà nó nghèo hoài mình phải lo mãi. Bây giờ mình ráng lo cho nó học hành nó tốt, nó có công ăn việc làm tốt, nó tự nó lo cho cả gia đình nó. Cho nên mình lo cho một người là lo cho cả gia đình nó. Vì vậy mà người Việt Nam mình qua đây đôi lúc bảo lãnh một người cháu qua, để cho cháu nó lo cho cả gia đình nó. Chứ giờ mình làm chị, mình lo cho má, cho ba, cho em út của nó, lo hoài lo không hết. Thôi giờ bảo lãnh nó qua để nó lo, nó đi làm cho gia đình nó, hoặc là mình giúp đỡ cho nó để nó có công ăn việc làm, nó lo cho cả gia đình nó. Chứ mình giúp cho một vị xuất gia. Vì vậy mà trong kinh Đức Phật nói có 4 điều không thể coi thường. Một là không thể coi thường một thái tử, vì ông thái tử đó lớn lên ông sẽ là một ông vua, một minh quân trị vì cả nước. Cho nên không thể coi thường một thái tử khi còn nhỏ. Điều thứ hai, không thể coi thường một thầy tu nhỏ. Tại vì thầy đó nếu mà được nuôi dưỡng, hộ trì tốt đẹp, thầy đó có thể trở thành một vị độ đời giúp người.
Điều thứ ba, không thể xem thường một đốm lửa nhỏ, tại vì đốm lửa đó có thể cháy nhà, cháy rừng, thiêu chết người. Điều thứ tư, không thể coi thường một con rắn nhỏ, tại vì con rắn có thể cắn, mổ người và trúng độc mà chết. Thôi thì hôm nay buổi tối này Pháp Hòa về thăm đại chúng tại chùa Đạo Phổ Quang, thì Pháp Hòa xin có một bài kinh ngắn với đại chúng là hộ trì cho nhau. Và khi chúng ta thấy được rằng sự hộ trì cho người, nhưng mà trước hết là chính mình hộ trì mình. Và khi mình hộ trì cho mình được rồi thì mình hộ trì cho người khác được. Hay nói thiết thực hơn, mình muốn làm hộ pháp thì trước hết pháp hộ mình. Tại vì mình trong người mình phải có Phật Pháp, mình mới có thể hộ được Phật Pháp. Còn không thì không thể hộ được. Như mình muốn giúp cho người ta ăn chay, trước hết mình phải biết nấu chay, và mình có thể ăn chay, mình mới giúp được. Bây giờ mình nhìn lại, mình tu là mình quán chiếu mà. Thì cái chữ quán chiếu không phải là ngồi trên bồ đoàn nhắm mắt lại để quán chiếu, hay cần ngồi lấy một cái kiến để quán chiếu, mà quán chiếu nghĩa là mình có khả năng nhìn lại mỗi sự việc trong đời sống của chúng ta. Ví dụ khi mình ăn cơm, mình có khả năng tắt cái tivi không? Hay là mình mở tivi lên để mình coi nhạc, mình nghe cải lương, mình xem phim Tàu, xem phim Hàn Quốc. Ở trong Hàn Quốc phim là ăn mì gói mút mùa. Khi mình ăn cơm với người thân, đừng mở tivi. Mình phải ngồi thật sự mình ăn cơm với người đó. Tại vì gì, trước sau gì á, mình chỉ ngồi mình ngó người đó ăn, tức là đem bàn thờ cúng đó. Thành ra cái quan trọng là chúng ta phải có mặt với nhau trong mỗi giây phút. Tại vì bây giờ mình nghĩ một ngày mình được bao nhiêu giờ có mặt với nhau? Không có thời gian. Đi làm một ngày là 8 tiếng rồi. Về là nhiều khi mình có lý do là mệt quá, tôi ngủ lát tôi ăn sao. Rồi là người đó ăn một mình. Tới khi mình ngủ một giấc, mình dậy mình ăn thì người đó đi ngủ. Thành ra có nhiều khi một ngày, hai ngày và thậm chí một tuần lễ không biết mặt nhau ra sao. Tới hồi ngồi lại, ủa sao lúc này chị ốm nè, lúc này anh mập vậy. Nhưng mà bởi vì sao? Vì chúng ta sống trong nhà mỗi ngày, nhưng hình như mình không có mặt với nhau cho mỗi ngày. Và thậm chí là mình ăn cơm, có người không mở tivi thì mở báo ra đọc. Và thậm chí là mỗi người có một thế giới riêng, là mỗi người có một cái phone, rồi mạnh ai nấy nhắn tin. Nhiều khi mình chụp chung một tấm hình với nhau là mình quăng lên Facebook liền. Rồi chừng 2 phút sau là mình bấm vô mình coi coi có ai khen chê gì không. Có ai thả tim không? Có ai giục bông không? Rồi cái người kia mà nói trời cơm ngon rồi nha, à, cho tôi ăn với cái này, mời qua đây, hì hì hì. Mà mình rất là dễ hì hì với cái người ở trên Facebook, mà cái người đối diện là ăn lẹ đi, ăn lẹ cho tôi dọn. Mình sẵn sàng mình ngồi hàng giờ với cái người ở trên Facebook, nhưng mà hình như cái người đối diện ăn cơm với mình là mình hối ăn cho lẹ, ăn lẹ để tôi dọn. Nhưng mà mình đâu có biết là mình còn thời gian bao nhiêu với người đó. Thành ra đã về đã tới, tới ở đâu? Tới giây phút này, tới cái chỗ mà anh đang ngồi đây. Có một cái câu chuyện bên có một cái câu chuyện Tây Phương mới kể là có một ông vua nọ đó, ông muốn đi tìm một cái nhà hiền triết để trả lời cho ông 3 câu hỏi. Người nào là người quan trọng nhất? Việc gì là việc quan trọng nhất?
và giờ nào là giờ quan trọng nhất. Thì hôm đó ông nghe người ta đồn ở trên núi Tà Lơn có một hiền triết đang ở trên đó. Thì ông đi lên đó để mà ông hỏi. Thì khi lên tới thì gặp đạo sĩ đang cuốc đất. Ông nói: dạ thưa ngài, tôi nghe nói ngài hiểu biết rất nhiều và những lời của ngài phần lớn là chân lý. Vậy thì xin hỏi ngài, ai là người quan trọng nhất? Việc gì là người quan trọng nhất? Là giây phút nào quan trọng nhất trong đời người? Thì đạo sĩ không trả lời, tiếp tục cuốc đất. Cho đến khi trời tối, ông vẫn không nghe được câu trả lời. Thì lúc đó ông mới đi xuống núi. Thì trên đường đi xuống núi thì ông bị một cái tên địch bắn một cái mũi tên hành thích ông, và ông té xỉu. Và khi ông tỉnh dậy, ông gặp cái người đạo sĩ đó đã cứu ông. Thì sau khi mà cứu ông vậy đó thì ông mới cảm tạ và xin xuống núi. Thì trước khi ông đi về thì ông nói là: bây giờ trẫm đây là một vị hoàng thượng. Ông đạo sĩ nói: dạ tôi biết, khi cứu ngài là tôi biết ngài là hoàng thượng. Và thôi bây giờ trẫm đã chờ suốt ngày hôm qua mà đạo sĩ không trả lời trẫm. Và khi trẫm xuống núi thì bị một cái người kẻ thù, một cái thích khách, họ đã bắn trẫm. Và cũng may là nhờ đạo sĩ cứu. Và xin đạo sĩ hãy cho trẫm biết ba câu hỏi trẫm vừa hỏi ngày hôm qua. Lúc đó đạo sĩ mới nói: hoàng thượng là người quan trọng nhất. Cứu hoàng thượng trong lúc bị thương là quan trọng nhất. Và giây phút tôi nhận ra hoàng thượng đang bị thương và tôi cần phải cứu hoàng thượng là giây phút quan trọng nhất. Thế trong cuộc sống của chúng ta, cái gì nó đang xảy ra cũng là nhất hết. Ví dụ hỏi thầy Pháp Hòa: sáng nay việc gì quan trọng nhất? Em phải ra ngồi đây là quan trọng nhất. Và đang tận hưởng sự có mặt với nhau là quan trọng nhất. Và giây phút này, thí dụ như quý vị ngày mai, quý vị có thể rảnh nguyên một tuần lễ, nhưng mà giây phút này ngày mai không có nữa. Võ chừng nào có, không có bảo đảm. Có thể lần sau Pháp Hòa trở qua, có gì trong này đã không có mặt do một nguyên do nào đó. Đi xa, đi Việt Nam, thăm gia đình, hay là có bệnh, vân vân. Cho nên mình không biết. Cho nên mỗi ngày chúng ta phải tự nhắc chúng ta: tôi đã về, tôi đã tới. Tôi đã về với giây phút hiện tại. Tôi đã tới với giây phút hiện tại. Bây giờ mình kiểm lại coi, mình lăn xăng hết một ngày rồi được cái gì? Cũng vậy thôi. Lây hoay cho hết một ngày, một ngày đã hết, lây hoay vẫn còn. Từ lúc mình bé tí hon đến nay già cả vẫn còn lây hoay. Vì vậy mà trong cái cuộc sống của chúng ta, chúng ta hãy thật sự cái thực tập của đạo Phật. Thực tập chánh niệm nghĩa là chúng ta có đủ cái khả năng sống an ổn trong những giây phút hiện tại mà chúng ta đang có. Quý vị thấy là có nhiều khi mình làm gì mình hơi mệt. Thí dụ như mình ấy: trời ơi làm biến ghê vậy, giờ phải đi đánh răng nữa. Thỉnh thoảng mình nói vậy đó: trời làm biến ghê vậy, phải ước gì giờ ngủ khỏi rửa mặt, khỏi đánh răng. Nhưng mà thiệt sự ra mình, cái mình ấy, nếu mình không có đánh răng thì mình sẽ bị hư răng và sức khỏe mình nó không đủ, ví dụ vậy. Cho nên thường thường nếu mình có một cái gì đó nó khởi lên là mình cố gắng liền à. Nhất là sức kem dưỡng da bữa tối. Vì cái đó là mình sợ già nhất, cho nên chịu khó nhất. Mệt cỡ nào cũng phải ngồi dậy rửa cái mặt rồi sức cái kem đó vô rồi mới đi ngủ.
Hay là mình nói một cách khác là mình bệnh, thuốc này cần phải uống liên tục, nếu ngừng một ngày là không được, hay là một ngày phải ba cử là nhất định mình sẽ không quên. Thì mình hãy sống như mình uống thuốc vậy. Nó cấp, nó cần thiết và nó quan trọng, và chúng ta để tâm cũng giống như là chúng ta phải uống thuốc vậy. Cho nên Đức Phật có nói trong một bài kinh đó, khi khỏe phải nên tu, khi trẻ phải nên tu, khi không có bệnh phải nên tu, khi còn sống phải nên tu. Tại sao? Tại vì mình không có thể đợi được. Cũng giống như là mình muốn đi phơi quần áo thì trong lúc nó nắng phải phơi, chứ nó đợi một chút nữa nó mưa, hay là một chút nữa là mình có thể bận rộn việc khác. Vì vậy cho nên mà cái cuộc sống của chúng ta là cái gì mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta cần thiết nhất mỗi ngày, mà trường hợp ăn cơm với nhau, có mặt cho nhau. Cha ở trong chùa cũng vậy, phóng hòa đi giảng hay là đi Phật sự, thì khi nào phóng hòa về thì phần lớn phóng hòa đều muốn có mặt mỗi buổi cơm chiều với đại chúng. Cái chùa cũng giống một cái gia đình của mình vậy. Mình đi tu, mình đã rời người thân của mình, thì tất cả những thành viên trong chùa chính là người nhà của mình. Và mình ăn cơm, mình ngồi đó, mình có mặt cho đại chúng. Và đôi khi Pháp Hòa nhìn xuống các vị thành viên đang ngồi ăn cơm, Pháp Hòa nhìn mỗi người nhai cơm, nhìn cũng dễ thương. Và đôi khi mình ngồi như vậy, cái tự nhiên cái trong tâm mình nó một cái cảm xúc nó trào dâng, và Pháp Hòa thấy mình hạnh phúc, và mình thấy người nào trong chùa cũng có cái nét dễ thương. Nhất là mỗi lần khóa tu ngồi ăn cơm, Pháp Hòa hay nhìn qua bàn thấy mấy bác ngồi ăn. Mà khi Pháp Hòa thấy mấy bác ăn cơm là mình thương dữ lắm. Tại vì Pháp Hòa thấy rằng mấy bác là những người đã mấy mươi năm với mình, biết mình từ nhỏ tới lớn, mà ngày nay mình một người 40 mấy tuổi, gần 50 tuổi, các bác vẫn còn đây để ngồi ăn cơm với mình. Thì tự nhiên Pháp Hòa hạnh phúc. Mà thậm chí ngồi mà mình nghĩ tới cái đó, cái nước mắt mình nó trào ra. Và hạnh phúc, nước mắt của hạnh phúc, nhưng mà trong đó nó len lỏi một cái lo là cái hạnh phúc này nó đang dần không có nữa. Cho khi mình thấy mình ngồi ăn với một người lớn tuổi, mình biết rằng cái người đó sẽ không còn với mình được bao lâu. Nói như vậy không phải để mình đau khổ, mà chúng ta biết chân quý cái giây phút mà chúng ta đang có mặt với nhau. Ngày hôm qua đi ra phi trường thì có một cái gia đình, cái em này không có biết Pháp Hòa tới. Thì giây phút cuối cùng không biết làm sao mà gia đình biết được Pháp Hòa đã tới Brisbane, thì gia đình tranh thủ chạy ra phi trường để chờ để gặp Pháp Hòa, để mà bày tỏ cái niềm vui là được gặp trực diện. Thì cái người con trai út trong gia đình mới vừa học xong lớp 12, thì em nó ngồi nó nói chuyện với Pháp Hòa, nó cứ lắc đầu, nó nói nó không thể believe là nó đang ngồi bên cạnh thầy, nó nói chuyện với thầy. Vậy nó không nghĩ tới là nó sẽ có được cái cơ hội này. Cái thì cuối cùng nó mới hỏi Pháp Hòa một câu: tôi thường hay buồn một mình, và cái buồn của tôi là tôi sợ một ngày nào đó mọi người xung quanh tôi sẽ xa tôi. Nó nói tiếng Anh. Thì Pháp Hòa mới nói cái điều du sợ là đúng đó. Nhưng mà trong cái thực tập của Đạo Phật á, là khi chúng ta nhận diện ra cái điều đó nó sẽ đến chưa được, chúng ta phải làm gì trong khi nó còn có mặt, cái này mới quan trọng. Tức là mình nhận diện cái vô thường là được, và chúng ta đang sống như thế nào để trước khi nó thật sự nó xảy ra. Cái này là cái good intent.
Khi mình biết nó sẽ hư thì chúng ta phải làm gì dụng nó trong khi nó chưa hư. Mình chưa bệnh thì phải sống như thế nào, ăn uống như thế nào để cái bệnh nó lâu tới chứ không phải nó không tới. Hay là nó đã tới thì chúng ta phải biết như thế nào để cái bệnh đó nó đừng có tăng trưởng. Chánh niệm là vậy đó. Thí dụ như mình tưới hoa, nó nước nó quá đầy, dừng đi, có thể ngưng 2 ngày không tưới để cho nó rút bớt cái nước trong cái bình này. Rồi thì cái mình cứ tưởng là nước đầy vậy thôi, khỏi tưới. Không đâu, 5 ngày sau mà không tưới nó héo. Cho nên có những lúc phải dừng đừng tưới nữa vì nó đã quá đầy. Có những lúc phải tưới thêm vì nó khô. Và có những lúc không thể chỉ tưới trong cái nước mà phải có cái chai spray cái nước nó lên, cho cái nước nó làm tươi nhuận cái mặt. Cuộc sống chúng ta cũng không khác nào chúng ta tưới hoa vậy. Hay là chúng sao thân chăm sóc bản thân và người thân chúng ta cũng thế. Thí dụ mình quá no thì phải ngừng đâu có ăn nữa. Hãy đói thì phải ăn thêm. Mình chăm sóc bệnh tiểu đường của mình đó, lúc nào trong giỏ cũng có viên kẹo. Lỡ mà nó xuống đường, nó biểu tình đó, thì mình ăn kẹo lên để cho nó gì? Nó đường nó quân bình. Mà trong khi nó bình thường mà ăn á thì nó đường tăng. Cho nên không tu mà làm đường tăng rồi. Hồi xưa ngày đường tăng. Cho nên mình không khéo mà ăn đường nhiều là đường tăng. Có khi người ta kêu là đường lên. Mẻ đường lên là sắp sửa lên đường. Chứ cái bệnh tiểu đường nó không chết người. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta biết điều chỉnh cái mức đường ở trong ta, trong máu của ta. Thì cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Con người chúng ta có những lúc nó buồn thật là buồn, có những lúc nó vui thật là vui. Chứ những lúc nó chán ơi là chán, chán như con gián, buồn như con chuồn chuồn. Có những lúc nó như vậy. Nhưng mà nó chỉ là những cái trạng thái vô thường của tâm thức. Mình học cái đó là mình học giáo lý đó. Vì Phật dạy là thân bất tịnh, tâm vô thường. Thật ra có những lúc cái tâm mình nó buồn, có những lúc nó vui. Mà tất cả mấy cái đó chỉ là những trạng thái cảnh duyên bên ngoài thôi. Cho nên mình trở về được với chính mình thì mình giữ được cái mức quân bình. Như mình ăn đường mà nó quân bình vậy, hay là như muối trong người mình nó quân bình, nó không bị cao mạo. Cái chữ mà tôi đã về, tôi đã tới, hay là đã về, đã tới, nó rất là sâu sắc. Và nó cho chúng ta thực tập đủ cách ở trong cuộc sống chúng ta. Từ cuộc sống giữa con người với con người, từ cuộc sống vật chất cho đến cả tâm thức của mình. Ví dụ mình buồn thì có nhiều người ta buồn, ta biết làm gì, người ta đi ăn. Cho nên có một cái dạng bệnh đó, con người càng depressed là con người càng mập. Tại vì buồn quá không biết làm gì là ăn. Mà ăn mà trong khi buồn là nó khó tiêu hóa. Cho nên ăn vô bao nhiêu nó giữ là hết. Và nó phát phì. Và càng phát phì nó càng bệnh. Càng bệnh nó làm càng mình càng khổ hơn. Tại vì việc này chưa giải quyết mà bây giờ thêm cái bệnh, nó trầm mình xuống. Cho nên Phật dạy rất hay: cái này có thì cái kia khó, cái này sanh thì cái kia sanh. Do cái này phát sinh cho nên cái kia nó phát sinh. Ví dụ như do buồn mà đi giải buồn bằng cách là đi vào trong chơi đánh bài, ví dụ vậy đó. Thì trong khi mà chơi đánh bài như vậy, mới đầu mình định giải buồn, ai ngờ đâu buồn không có giải mà hết tiền. Khi mà bắt đầu hết tiền mà bây giờ ghiền, tiền thì hết, buồn thì còn, mà sanh thêm cái bệnh là bệnh ghiền. Rồi khi đó bắt đầu mới đi ăn cắp, ăn trộm, nói dóc, nói láo để giải quyết những cái cơn nghiền của mình.
Thành thử ra từ cái khổ này nó lây sang những cái khổ khác. Cho nên cái này có là cái kia có. Cái này sanh vì vậy cái kia sanh. Và cái thực tập của chúng ta là chúng ta cố gắng làm sao chúng ta giữ được cái nguồn tâm an tịnh của mình. Cho nên trong nhà Phật có câu bình thường tâm là đạo. Đạo là gì? Đạo là khi nào chúng ta có một cuộc sống bình an, bình thường, đừng có bất thường. Mình không cần phi thường thì cũng không cần bất thường, cứ giữ bình thường. Bình thường là gì? Đói ăn, mệt ngủ. Mình không cần giàu nhưng mà tháng nào cũng đủ chi phí là mừng. Bây giờ giữa cái đủ và cái thiếu mình muốn cái nào? Không, không, vì cái phước mình không có cho nên đừng đặt vấn đề dư. Vậy cái quan trọng là giữa đủ và thiếu, mình muốn cái đủ hay muốn cái thiếu? Ai cũng muốn đủ. Muốn đủ nghĩa là quân bình. Thí dụ mình nè, tôi không cần cường tráng như thanh niên, tại giờ tôi 70 rồi, nhưng tôi không muốn bệnh tật. Ngày nào sức khỏe ăn được, ngủ được, cơ thể mỗi ngày tốt như thế này, mừng. Vì cái tuổi 70 rồi, theo như người ta là 5 năm 6 tháng 7 ngày. 50 tuổi còn dám nói năm, 60 tuổi còn dám nói tháng, 70 tuổi dám nói ngày thôi. Mà tới 80 tuổi là nói gì? Nói giờ. 90 tuổi là nói phút. Hơn 90 tuổi nói giây. Cho nên 5 năm 6 tháng 7 ngày. Ai mà bây giờ hơn 70 mà ở tới hàng 8 rồi là cái đó là bonus. Phật ngày xưa cũng có 80 tuổi à. Mình bây giờ mà qua tới 82, 83, 84 mà còn được như thế này là biết là một món quà. Bonus. Cho nên đã về đã tới. Mình có thể mình viết cái câu đó ra như một câu thiền ngữ, như một câu mật chú, để làm sao nhắc nhở mình luôn luôn mình trở về được. Đừng có đi quá xa. Tại vì mình không biết được sức khỏe của mình. Cho đôi khi mà mình cuộc sống mà nó càng nhiều những cái mà nó lôi mình á, thì cái sự mà định tĩnh của mình nó khó. Thật sự ra ngay thời buổi này tu là đã một cái khó rồi đó. Ngày trước là không có phone, là không có cái gì để hấp dẫn mình hết. Ngày trước không có tivi, không có phone, không có Facebook, không có internet, không có YouTube. Bây giờ mà một người nào mà có cái phone là có tất cả, có thế giới nằm trong đó đó. Thành thử ra rất, không phải là mình sai, nhưng mà ở cái chỗ là mình khó thắng được những cái giây phút mà mình cần yên tĩnh. Tại vì nó cứ sờ sờ trước mặt, nó cứ ngoắt ngó mình hoài. Thật sự trở lại với sự tu tập khó lắm chứ không phải giờ. Trở thời buổi này mà người nào mà còn định tĩnh trong sự tu tập là cả một cái sự công phu nỗ lực. Cũng giống như các con của mình đi học, nó ở một cái xã hội mà đầy đủ những cái sự khuyến dụ nó, mà nó vẫn tiếp tục, nó còn học hành, nó còn bên cạnh mình, thì quả thật là một cái điều tốt. Nhưng mà nó lỡ nó sa vào những cái đó thì cũng không trách được nó, bởi vì cái môi trường nó là như vậy. Chúng ta chỉ còn một cách là làm sao ôm ấp tiếp nhận nó, để trợ duyên cho nó vô trong cái đường rầy, cho nó đúng được giây phút nào hay giây phút đó. Cho nên trong kinh Địa Tạng có một cái đoạn á, Ngài Địa Tạng Bồ Tát cứu chúng sanh ra rồi, nhưng mà cuối cùng sao? Chúng sanh trở vô lại, làm nhọc lòng cho Ngài Địa Tạng. Quý vị nhớ câu đó không? Thì quý vị biết Ngài Địa Tạng là ai không? Ngài Địa Tạng là mình đó. Ngài Địa Tạng là mình đó. Mà Ngài Địa Tạng cũng là cái tâm của mình đó. Có đôi lúc đó, ăn năn hối hận dữ lắm. Rồi thôi tôi tu à, kỳ này tôi tu miên mật à,
Nhưng mà đâu chừng tuần hai tuần à, là bắt đầu cái khác nó lôi ra, cái là nhảy ra lại. Rồi ngày Địa Tạng phải, cái tâm mình lâu lâu cái nó tỉnh dậy, cái nó sao em vô lại. Nhọc lòng ngày Địa Tạng lắm, có phải không? Cho nên ngày Địa Tạng là tâm, ngày Địa Tạng là tượng trưng cho một người biết hướng thượng. Vì vậy mà trong kinh mới có câu là Phật rằng Địa Tạng đến thiên đường. Thường thường cái tâm mà không biết hướng thiên đường thì hướng đâu? Ngược lại với thiên đường là gì? Địa ngục. Chờ hôm nay mà tâm mà biết hướng thiên đường là một niềm vui. Cho nên câu kinh mới diễn tả cái niềm vui mà tâm biết hướng thượng. Phật rằng Địa Tạng đến thiên đường, chư Phật ba đời đồng khen chuộng, mười phương Bồ Tát chung tin tưởng. Nay con sẵn có thiện nhân duyên, ngợi khen Địa Tạng đức vô lượng. Lòng từ do chứa hạnh lành, trải bao số kiếp độ sanh khỏi nạn. Đó là những câu diễn tả khi một cái tâm con người biết hướng thượng. Tại sao Phật mà phải khen mà Bồ Tát phải quy y? Vì Phật Bồ Tát ai muốn tu cũng không ngoài tâm. Cho nên Phật phải quy y tâm, Bồ Tát phải quy y tâm. Người nào muốn tu mà tâm chưa được trở về thì vẫn còn rong ruổi. Cho nên chư Phật ba đời đồng khen chuộng, mười phương Bồ Tát chung tin tưởng. Ngợi khen Địa Tạng đức vô thượng, lòng từ do chứa hạnh lành, trải bao số kiếp độ sanh khỏi nạn. Vì sao có thể làm được việc đó? Trong tay đã sẵn gậy vàng. Gậy vàng là gì? Là tâm kiên cố, giọng tan cửa ngục cứu toàn chúng sanh. Đó là Minh Châu. Tay cầm châu sáng trọn vình, hào quang soi khắp 3000 đại thiên. Tích trượng là tâm vững chắc, Minh Châu là trí tuệ sáng suốt. Người có trí sáng, có tâm vững, nhất định sẽ đi ra địa ngục. Cho nên mình thỉnh thoảng cũng viết xích đó, cũng thăm đó. Có nhiều khi ngài thăm địa ngục 2-3 trận, thiên đường thì không lên mấy bữa. Tại vì sao phải không? Trên trời hai đứa hai nơi. Thôi anh chỉ muốn làm người trần gian. Tại vì có người trần gian mới có người gây lộn, chứ ở trển rồi có ai đâu gây. Rồi người nào mà được lên tới trển rồi là không có, nghĩa là người mà được lên tới đó là đủ chất lượng lắm chứ đâu phải bình thường. Mà đủ chất lượng gì? Giảm tham, giảm sân, giảm si, hoặc không tham, không sân, không si mới ở cõi trển được. Cho nên lên tới đó rồi là đừng hòng có người để gây lộn. Tại vì ai cũng thuần tu mới lên được. Cho nên có một vào hôm rồi có một Phật tử ở Sydney mới hỏi Pháp Hòa đó: thầy ơi, lên cõi cực lạc rồi người ta nói tiếng gì? Pháp Hòa nói: biết có lên trển được không mà lo nói tiếng. Và còn như nếu như mà mình lo là mình lên trển không biết nói tiếng gì cũng không cần phải worry. Tại vì nếu Phật Di Đà chấp nhận sponsor mình lên đó thì Phật phải chịu trách nhiệm mở lớp dạy ESL. Phật như thể mẹ tìm con mà gặp mẹ lại còn lo chi. Lầu vàng đài báo thiếu gì, ăn thì cơm ngọc, mặc thì áo châu. Không ơn, không oán, không sầu, không già, không chết, có đâu luân hồi. Những cái đoạn kinh đó nó chỉ để diễn đạt một cảnh giới an lạc. Khi mình sống được cái tự sự an lạc đó rồi đó, là cái ân oán nó không có là ân oán nữa. Tại vì mình thôi, mình quy định cái này là ân, cái này là oán, chứ thật sự ra mọi việc nó là bình thường. Tại vì mình quy định cái này là xấu, cái này tốt chứ. Ví dụ như nè, bây giờ á, mình đưa một đứa nhỏ một ly nước ấm cho nó uống, thì cái người mà người ta không đồng ý, ta nói trời sao ác quá vậy, cho đứa nhỏ uống nước nóng. Nhưng mà thật sự nước nóng cũng đâu phải là nước độc, chẳng qua là nếu uống thì phải thổi thôi. Thật cái người mà không đồng tình thì thấy ly nước nóng cho một đứa nhỏ là ác.
Nhưng mà cái thật sự nước nóng nó không hề có độc tố hay có ác gì trong đó. Cho cái người mà sống như một trạng thái không ơn, không quán, không sầu, không già, không chết, có đâu luân hồi. Chữ già chết luân hồi là gì? Là khổ vui đắp đổi cứ ngày nào vậy. Còn cái người mà ta sống được cái trạng thái của thiên đường, của niết bàn là tâm họ bình lặng, vì họ thấy cái gì nó cũng bình thường. Cho nên bình thường tâm là đạo. Người ta hỏi ngài Lục Tổ Huệ Năng, thưa ngài, thế nào gọi là tu đạo? Thì ngài trả lời, bình thường tâm là đạo. Nhưng mà thường bây giờ mình nghiệm lại coi, một ngày mình bình thường nhiều hay bất thường nhiều? Đa số là bất thường. Mình bất thường từ cái cách nghĩ của mình, mình bất thường từ cái cách, từ cái suy nghĩ đó, nó dẫn tới lời nói bất thường. Ví dụ như á, mình chưa bao giờ xác định là người đó đang cái gì với mình, nhưng mình nghe người ta nói thôi. Mình nghe người ta nói mà người đó, cái người kia có nguy cơ hại mình, thôi là mình gặp họ là bắt đầu mình nói móc, nói méo, nói xa, nói gần. Thí dụ người ta nói, chị biết không, trời ơi, tôi thấy chị đi chơi với cái anh đó ha, cái chị đó ha, ở sau lưng chị ha, nó nói xấu chị quá trời luôn, nó nói chị giàu mà ỷ rồi ha. Cái lần sau gặp ta, thôi tôi đâu có dám, mắc không, người ta nói tôi giàu mà ỷ. Mà mình không xác định cái gì hết. Thì tự mình nghe một cái điều đó rồi mình lại sống theo những cái đó. Cho nên Bát Nhã Tâm Kinh gọi là, chỉ khi nào mình viễn ly điên đảo mộng tưởng, chừng đó mình mới thật sự có cứu cánh niết bàn. Niết bàn chúng ta có. Niết bàn là gì? Khi tâm không còn mọi khổ đau phiền não là niết bàn. Có giây phút nào mình được vậy không? Có, nhưng mà chưa có cứu cánh, chưa có rốt ráo, chưa có viên mãn, chưa có trọn vẹn, chưa có 100%, toàn là niết bàn bạc tham, không có nước niết bàn phương tham. Vì vậy cho nên đối với Đức Phật, ngài vẫn sống như chúng ta, ngài vẫn đi khất thực như chúng ta, ngài là người mỗi ngày đi ăn buffet, ôm bình bát ra ngoài phố, đi từng nhà. Một là không bao giờ nhìn địa chỉ để biết nhà này giàu. Hai là không nhìn cái người cho, không phải khi rễ người ta, không phải khi dễ người ta, mà để đừng dính mắt với thí chủ cúng dường. Tại đa số chúng ta để ý, trời, cái cô này nè, nấu món này ngon lắm nè, lần sau nhớ ghé đường này nữa nè. Cho nên khi mà Phật ôm mình bát, Phật đi khất thực, là cái cách của Phật dở bát là Phật không có dở như thế này, mà Phật dở ngược lại. Cái nắp Phật, ví dụ một cái ba cái nắp vậy nè, Phật dây cái nắp vậy nè, để chi biết không? Che cái tầm nhìn của mình, để mình không nhìn coi ai để cái gì trong cái bát đó. Còn kiểu của mình là phải ngó một cái. Mình nhìn để chi biết không? Để mình hấp dẫn cái món ăn. Chà, trưa này ngon nha. Rồi xong rồi mình nhớ luôn cái Phật tử cúng á, mình nhớ luôn cái người cúng. Cho nên trong kinh Pháp Cú có câu á, như con ong hút mật, chỉ hút mật của ông mà không làm hại hoa. Tỳ khưu đi tới xóm làng nhà cửa của Phật tử, nhận thức ăn để nuôi thân mà không làm tổn hoại tính tâm của Phật tử. Nghĩa là nhiều khi mình nhận cái đó, nhưng mà cái cách hành xử của mình thiếu cái tế nhị, thiếu cái chánh niệm, có thể mình làm người ta buồn do sự khen chê của mình. Người ta lòng thành, người ta dâng, nhưng mà mình không hưởng cái đó bằng cái tâm thành, mà mình hưởng theo kiểu thế gian là ngon dở khen chê. Và chính vì vậy ít nhiều nó cũng ảnh hưởng đến cái sự tu tập của mình. Mà đại chúng cứ nghĩ á, thí dụ như là một cái
một cái tượng đồng, tượng gỗ, tượng đá, mỗi ngày ai đi ngang quẹt một cái, thì chỉ cần một cái quẹt thôi, thì lâu ngày cái miếng gỗ đó nó cũng bóng loáng cái chỗ đó, nó mòn cái chỗ đó. Thì có hai chuyện. Một là mỗi ngày chúng ta chịu khó chùi cái tâm ngày một cái thôi, thì lâu ngày chỗ đó cũng sáng lên. Nhưng mà ngược lại, nếu chúng ta mỗi ngày quẹt theo cái cách negative, thì cái kiểu này có ngày cái tượng nó cũng hư. Mình đâu có cái gì mà lớn lao đâu, chút chút vậy đó. Cho nên một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời ri cũng khổ. Trăm lần bỏ, ngàn lần xả, thông dong tất dạ rứa mà vui. Cuộc đời nó có ri với rứa à. Một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời ri cũng khổ. Ri là như vậy á. Cho nên cái tu tập của chúng ta, mỗi ngày chúng ta rất cần cái giây phút tĩnh lặng 15-20 phút tụng kinh ngồi thiền. Làm gì cũng được hết á. Phải có cái khoảng thời gian đó để mình hạ thủ công phu. Hạ thủ công phu là gì? Đưa cái tay mình xuống, đặt cái tay mình xuống trong sự thực tập. Thường thường người ta nói hạ thủ, tức là đưa cái tay mình xuống để chặt. Nhưng mà đây là hạ thủ công phu. Đó là những từ mà chúng ta thường dùng cho sự tu tập của chúng ta. Và làm sao chúng ta có mặt với nhau để chúng ta không có lãng phí, đừng để mình phải hối hận. Một á, con người mình á, một là đừng bao giờ làm điều sai, hai mà lỡ sai thì hối hận, ăn năn. Nhưng mà cái điều ăn năn là tốt, nhưng mà không thể để nó tiếp tục, để rồi mình cứ phát nguyện ăn năn mà chưa bao giờ thật sự có năng để ăn. Thôi thì hôm nay buổi sáng này, sự thực tập của chúng ta là nhân cái ngày rằm tháng 10, rằm Hạ Nguyên. Cái lễ này nó thật sự không có nằm trong truyền thống Phật giáo. Đây là cái lễ của nhân gian. Ý muốn nói đây là cái mùa thu hoạch. Và những người thu hoạch được sau cái mùa, cái khoảng thời gian này là cái mùa thu hoạch, thì người ta sẽ làm một cái lễ để tạ ơn trước khi bắt đầu vào một cái mùa khác. Và người ta sẽ bắt đầu lại một cái trồng trọt. Cho nên khi thu hoạch thì người ta bày tỏ sự biết ơn. Đối với đạo Phật, thượng quân, trung quân, hạ quân tượng trưng cho ba thời kỳ của một con người. Chúng ta cũng có thanh niên, trung niên và lão niên. Đó là ba thời của một kiếp người. Một ngày chúng ta cũng ba lần, sáng, trưa, chiều. Một tháng, đầu tháng, giữa tháng, cuối tháng. Một năm, đầu năm, giữa năm, cuối năm. Như vậy thì trong cái truyền thống đạo Phật, nếu chúng ta nương theo thế gian cúng rằm Hạ Nguyên, cũng không ngoài mục đích là hướng dẫn chúng ta hãy nhận diện ba thời kỳ của một kiếp người. Như ba buổi của một ngày, như ba lần của tháng. Có thể ngồi đây chúng ta đủ ba thời kỳ. Có những người đang thượng nguyên, có những người trung nguyên, và có những người đang hạ nguyên, downhill. Nhưng mà dù thượng trung hạ gì, quan trọng vẫn là cội tâm an bình. Người trẻ mà không bất an thì cả đời người trẻ cũng khổ, người xung quanh cũng khổ. Người trung trung, trung niên mà khổ, người xung quanh khổ, người chính bản thân khổ. Người già mà khổ,
thì những giây phút cuối đời cũng khổ, rồi làm cho con cháu người xung quanh cũng khổ. Thế thì làm lễ hạ nguyên, tụng kinh cầu nguyện. Thì chữ cầu nguyện đó là gì? Là ước nguyện cho chúng ta có được một sự bình an bằng sự thực tập của chúng ta. Và nhắc chữ nguyên để nhắc nhở chúng ta ba thời kỳ. Thôi anh biết anh ở thời kỳ nào mà anh cố gắng. Nếu anh đang ở thanh niên thì nhớ rằng anh còn một khoảng thời gian dài. Đó là mình nói theo cái lý bình thường, chứ còn nói theo vô thường là không có bảo đảm. Còn nếu theo cái lý bình thường là anh là một thanh niên còn trai trẻ, một thiếu nữ còn trẻ, thì phải cố gắng giữ con đường này cho nó trong sáng. Nếu mà đạt trung niên thì phải nhớ rằng anh đã qua hết một chu kỳ rồi, anh nhìn lại anh được cái gì trong một chu kỳ qua. Và sắp sửa đây anh đang chuẩn bị dần xuống núi để thành một người lão niên. Anh đừng phí khoảng thời gian này nữa, vì một thời kỳ hưởng quân đã qua mà anh nhìn là anh không được gì hết, thì anh còn cơ hội của trung niên. Còn hạ nguyên là tuổi lão già rồi, nhìn lại hai thời kỳ qua hình như mình không được gì hết, thì phải cố gắng những giây phút cuối đời này chúng ta còn được một chút gì cho nó vui vẻ. Mình không còn khiêng gạo nữa nổi nữa đâu, thì thôi cầm chổi quét nhà. Mình vẫn có chuyện để mình làm mà. Mình không còn phải bươn chải để nuôi con, để dành tiền cho con nữa, cầm sâu chuỗi niệm Phật hồi hướng công đức cho con. Mình không còn để là tiền của được cho con nữa, hãy ráng tu tập để lại cái đức, cái đạo cho con. Thì con cái nó nhìn cái hình ảnh mẹ tu, bà ngoại, bà nội đang tu, thì nó sẽ nương theo cái hình ảnh đó nó tu tập. Cho nên già rồi không còn gì cho được con cái đâu, mà thậm chí có tiền của cho nó chắc gì nó giữ đủ, mà thậm chí nó còn nói nhiêu đây đâu đủ. Thì chỉ có một cái chúng ta cho thôi, đó là tình thương và đạo đức. Vì sao? Vì cái đó là cái kế lâu dài nhất. Mình để lại cho con tiền của, tích kim dĩ di tử tôn, tử tôn dĩ tắc năng thủ. Tích là chứa, tích di tử tôn để vàng kim, tích kim dĩ di tử tôn để vàng lại cho con cháu, chắc gì nó giữ. Chỉ có một gì, tích cái âm đức. Đây là trường cửu chi kế, đây là cái kế lâu dài. Cho nên á, dù cuộc đời có thịnh có suy, cái lòng ta vẫn không có suy thịnh theo nó, bởi vì cái sự định tĩnh của mình có được. Mà cái lời nói đó chính là lời nhắc nhở của Ngài Vạn Hạnh Thiền Sư. Trước khi Ngài mất, Ngài đã nhắc nhở chúng ta: thân như bóng chớp chiều tà, cỏ hoa tươi tốt thu qua rụng rời, xá chi suy thịnh sự đời, thịnh suy như giọt sương phơi đầu cành. Sự thịnh suy chẳng qua là một giọt nước đậu trên đồng cỏ thôi, nắng tới giọt sương tan. Thì thịnh cũng chắc chắn gì thịnh lâu đâu, suy cũng chưa chắc suy lâu đâu. Quan trọng là cái tâm mình thấy được rõ thịnh suy chỉ là những giọt sương trên đầu ngọn cỏ. Và cái quan trọng là thấy chúng ta có được cách nhìn đó để chúng ta vững chãi đi tới. Một con cọp không ai có thể tới gần nó băng bó vết thương được. Con cọp khi bị thương, con sư tử khi bị thương, nó chỉ làm một việc thôi, nó đi tìm một cái hang vắng không có người, không có những con thú mà có thể hành hung nó, lợi dụng khi nó bị thương hành hung nó. Nó đi tìm chỗ đó, nó nằm im để cho cái vết thương tự lành. Chúng ta cũng thế. Chúng ta cũng những lúc chúng ta cũng cần tìm một chỗ để tự cho cái khổ đau mình nó lắng xuống. Cho nên khi mà hai vợ chồng họ đang buồn nhau đó, họ đang tách ra với nhau đó, họ đang cần thời gian để lắng xuống những vết thương trong tâm họ. Và họ cần thời gian để nhìn lại coi
cái máy gia đình đang thật sự đối với họ quan trọng không, để họ tiếp tục gì. Khi mà khổ đau nó áp ấp, nó chồng chất, càng cố sống chung chỉ là càng gây thương tích, vùng vẫy độc tố cho nhau thôi. Mà nếu chúng ta có được cơ hội, mỗi người một góc để yên tĩnh một thời gian, để mà lắng xuống cũng tốt, chứ không phải là không tốt. Chúng ta cũng phải cần có những lúc yên tĩnh như vậy để lắng mọi khổ đau phiền não của ta. Đâu có, không có ai giải quyết khổ đau được cho mình, bất quá là người ta chỉ nói cho mình nghe cái cách thôi, chứ họ không làm được gì đâu. Mình phải tự người làm mình, tìm cái thời gian nào để làm cho khổ đau đó được băng bỏ. Cho nên Phật có một điều Phật có thể làm và không làm được là gì? Phật cứu chúng sanh chi khổ, bất năng giải chúng sanh chi nghiệp. Giống như người bệnh cảm mạo, cảm lạnh có thể cho thuốc, nhưng mà họ sanh ra họ có tật, có nguyền, làm sao sửa? Cho nên bệnh thì có thể chữa, mà tật thì khó, thậm chí là không nữa. Thì Đức Phật cũng thế, có thể cứu cái khổ của chúng ta, nhưng mà cái nghiệp thì không thể. Vì vậy cho nên chúng ta phải là cái người thực tập để giải quyết cái khổ đau của chính mình. Và thực tập tốt nhất là mỗi người phải tự trở về, nhận diện mình như thế nào, để từ đó giải quyết.